gái lấy chồng chưa? Chuyện ngắn của Lý Lan. Cây trứng cá đã qua đời, do tự nó chết già hay bị đốn bỏ đi. Ai mà biết chuyện một cây trứng cá, ai mà biết đời một thằng mọi. Nó là mọi, đó vừa là tên, là họ, là nhà, là quê hương. Mọi là nó, còn chắc miêu lờ chưa từng là cái gì cả. Mọi, ai gọi nó đi, để nó là kẻ được nhận ra, để nó là người có quá khứ. Để mỡ hỗn độn hàng đêm sấp tung giấc ngủ của nó không chỉ là mộng mị, để cái điều mơ hồ lợn vợn đâu đó trong tâm thức cuối cùng đã nhử nó về đây, không chỉ là một ảo ảnh. Mọi, ai gọi tôi đi, sao bà con chỉ trợn mắt ngó tôi? Nó nhìn những gương mặt và bỗng nhiên sợ hãi. Có thể chỉ là bịa đặt hết sao? Con hẻm chợ chiều, cây trứng cá, chị Hạnh, thằng Bèo. Chỉ là những chuyện bịa đặt của một kẻ không là ai hết ư? Nó cảm thấy cơn rùng mình khi nỗi sợ hãi chạy dọc xương sống. Những cái nhìn ném vào nó của những người lớn hoặc bọn trẻ con chỉ mang một nghĩa như nhau: tò mò. Thằng da đen đó là ai? Nó vô sóng này làm gì? Nó kiếm ai? Nó muốn gì? Nó, sự xuất hiện của nó ở đây bây giờ chỉ gợi lên sự tò mò và có lẽ một chút cảnh giác. Không chừng nó đứng đây một hồi sẽ có công an tới làm việc. Nó quay gót đi. Đôi mắt trắng dã trên gương mặt đen tái càng làm toát vẻ lơ láo. Hai thằng nhỏ đứng ngay trước thềm nhà nhìn nó lênh khênh đi tới, bất thần chui tọt vào nhà đóng sập cửa lại. Nó không còn bị tổn thương bởi điều đó nữa. Trong cái khoảnh khắc hiện tại này, nó đang lơ lửng trong một cõi không là gì hết, với một câu hỏi thực ra cũng chẳng là gì. Nó là ai? Mọi. Nó vẫn chập chờn đi. Đó phải chăng là tiếng gọi yếu ớt của tâm thức, hay là sự bịa đặt? Mọi chỉ là tên, là họ, là nhà, là quê hương mà nó đã bịa đặt sao? Mọi. Nó dừng lại nhìn người đàn ông vừa chạy theo kịp với tiếng gọi đượm sự nghi hoặc, như cái nhìn ngờ ngợ. Bèo. À ha, mày, mày, phải, tao, mày, tao. Ha ha, mày, tao, tao, mày, tao. Ha ha, hu hu. Bèo ơi, nhớ tao không? Còn hỏi. Bèo đấm vai nó, chùi nước mắt cho nó. Hai người quàng tay ôm vai nhau đi loạng choạng qua con hẻm. Người lớn và trẻ con lại mở cửa nhìn theo. Một người đàn bà nói. Tưởng ai? Hóa ra thằng Mọi. Đứa bé nói. Thằng gì hả má? Thằng Mọi, nghĩa là một thằng da đen. Khoảng đầu những năm 70, nó xuất hiện ở hẻm chợ chiều. Chợ nhóm xong, nó với thằng Bèo đi mót mấy trái đậu bắp già không ai mua, hay mấy trái cà đèo mà bà Bảy bỏ đi khi dọn hàng. Tụi nó không cha, không mẹ, không nhà cửa. Thời tao loạn, chuyện đó là bình thường. Đến lúc thanh bình, tụi nó đương nhiên lại vẫn mồ côi, vô gia cư. Trưa hai đứa leo lên cây trứng cá trước nhà chị Hạnh hái trái ăn rồi nằm vắt vẹo trên cành cây ngủ như khỉ. Chị Hạnh năm ấy còn là nữ sinh trung học. Xóm chợ chiều duy nhất mình chị mặc áo dài trắng thướt tha ra vào ngày hai buổi. Thường thường con gái xóm này học hết tiểu học thì ở nhà coi em giặt giũ phụ cha mẹ làm ăn hay làm mướn rồi đi lấy chồng. Có chút nhan sắc hay chút của cải thì 20 tuổi đã có con bồng. Mỗi lần cô gái nào trong xóm lên xe hoa, con nít bu lại hàng bầy rồi rồng rắn kéo theo cô dâu chú rể mà hát. Đám cưới nhà ai, vui quá là vui, cô dâu xinh xinh, chú rể lùn lùn. Đó là hát nhái theo điệu một bài hát phổ biến thời đó. Không phải chú rể nào cũng lùn. Có lần chú rể cao lêu nghêu như cây sào nên bọn trẻ sửa câu hát lại: cô dâu xinh xinh, chú rể cào cào. Mọi người cười to, ngày song hỷ mà. Một nhà có đám cưới, cả xóm ra xem. Hạnh cũng đứng dưới cây trứng cá nhìn xác pháo tơi tả bay. Nhìn cô bạn láng giềng e lệ và sung sướng vén tà áo đỏ thắm ngồi vào chiếc xe kết dây hoa, lụa và búp bê. Dù Hạnh không hát như tụi con nít, không bình phẩm suýt xoa như các bà các cô trong xóm, nhưng đôi mắt của cô gái đôi tám không biết cách giấu chút lãng mạn trong lòng. Rồi một ngày kia sẽ có một người đàn ông chân chính đến tận ngõ nhà cô, đưa cô ra khỏi con hẻm quanh co lầy lội này để đến miền hạnh phúc. Cô không hình dung được người đó cao lùn ra sao, nhưng tin chắc rằng đó là một người đàn ông chân chính
và cô giữ mình trong sạch đẹp đẽ để xứng đáng với một người như thế. Xe đón dâu chạy rồi, con nít tản ra, thằng Bèo với thằng Mọi lượm mấy cái bông và mấy viên pháo lép về chơi bên gốc cây trứng cá, chúng tranh luận. Bây giờ quan viên hai họ đi nhà hàng, họ đi động phòng hoa chúc chứ. Mày không biết gì hết, cô dâu chú rể còn lễ gia tiên nữa. Ê, mai môn tao cưới vợ. Xì mặt mày mà. Hạnh ngồi học bên cửa sổ, nghe hai đứa nhỏ nói chuyện mà phì cười. Chúng ngước nhìn Hạnh, người mà chúng yêu mến nhất xóm, bởi vì Hạnh là người thỉnh thoảng cho chúng ít bánh trái còn lại của đám giỗ trước, và nhất là hay mỉm cười với chúng. Chúng là một thằng mồ côi móc rác và một thằng da đen cũng móc rác. Chị Hạnh ơi, bao giờ chị lấy chồng? Hai má Hạnh nóng bừng. Chú rể có đến đón chị bằng xe hoa không? Rồi sẽ đãi quan viên hai họ ở nhà hàng lớn phải không? Ước gì mình cũng được đi đám cưới. Hạnh nghe lòng rạo rực một điều gì không rõ. Chị nói, đám cưới chị sẽ mời hai em. Thiệt không? Hai đứa nhỏ nhảy lên. Đãi ở nhà hàng hả chị? Có thiệp hồng đàng hoàng nghe chị. Không thôi gác cửa không cho tụi này vô nhà hàng đâu. Hạnh hứa sẽ gửi thiệp hồng đàng hoàng, đãi nhà hàng lớn hẳn hoi. Thằng Bèo và thằng Mọi quá say sưa với niềm hạnh phúc không tưởng tượng nổi này. Cả ngày lẫn đêm chúng chỉ mơ tới đám cưới chị Hạnh. Bao giờ? Thằng Bèo bây giờ có cơ ngơi tạm tạm ở ngã tư. Ban đầu nó bơm vá xe đạp, này thì có thể sửa cả Honda và tân trang cấp nghĩa địa. Nó đen gần bằng Mọi vì suốt ngày rang nắng ở góc đường, làm đó, ăn ngủ ở đó. Vợ đẻ cũng kê mấy cái thùng đồ nghề lại mà làm ổ ở đó. Ngã tư không thể gọi là nhà, không địa chỉ. Nên từ ngày Mọi đi Mỹ theo diện con lai, hai người chẳng thể nào liên lạc bằng thư từ với nhau, mà chúng cũng chẳng đủ chữ nghĩa để biên thư. Thấm thoát 5-7 năm trời, đang ngồi vá ruột xe, Bèo nghe đứa nhỏ bán vé số chạy ra nói có một ông Mỹ đen vô xóm kiếm cây trứng cá. Nó bật dậy chạy về xóm ngay. Đúng là thằng bạn nối khố đây mà. Tao biết chắc, mày qua Mỹ thì thành Mỹ ngoài da thôi, chứ trong huyết quản của mày vẫn là máu dân tứ chiến Sài Gòn. Bèo ôm Mọi về ngã tư, một đám đông nho nhỏ vây quanh. Bèo giới thiệu, mù này là vợ tao, hai đứa này là con tao. Ờ, mà mày còn nghe nói được tiếng Việt không? Nghe được mà. Ha ha, đây là Jack Miller, bạn thân của tôi, người Mỹ. Bèo nhìn quanh tự hào. Thằng Che hớt tóc với gia tài gồm một cái ghế và một cái kiếng treo trên thân. Cây dầu, thằng Su bán áo quần sida bày trên lề đường. Một thập bán cóc ổi, con Kim Thoa bán thuốc lá lẻ. Lão Chanh bán bong bóng và bọn con nít đánh giày, bán báo, bán vé số hay lượm bịch ly lông giấy vụn. Nói chung là dân ngã tư đều nhìn Bèo khác với Bèo trước đây. Họ xưa nay cũng đôi khi thấy người nước ngoài đi qua ngã tư này, chân mang giày to xù, bước né những lề đường bầy hầy. Một tẹo quốc sĩ trong người khiến cho dân ngã tư những lúc ấy cố thu mình lại thành chiếc lá hòn sỏi bên đường để tránh ống kính của những khách du lịch, coi sự nghèo khổ cũng là một cảnh lạ. Này có một người Mỹ đến ngồi giữa họ, tha hồ cho họ ngắm nghía tra vấn. Anh sống ở đâu ở Jack? New York hay Cali? Nhà anh ở cao tới 100 tầng không? Anh làm gì Jack? Chăng anh giàu lắm hả? Thằng kia trong xóm qua bển chỉ đi rửa chén mà tháng nào cũng có đồ gửi về cho nhà nó sống phay phay. Anh về đây ở đâu? Tiền phòng 50 đô một ngày hả? Dễ sợ, mình ăn cả tháng không hết. Anh có phước thiệt, về đây ở khách sạn ăn nhà hàng. Mọi người nhìn nó nể phục. Nó bảo hãy gọi nó là Mọi, nhưng người ta phản đối. Họ muốn bạn họ là Jack Miller, người Mỹ. Họ đã là Su, là Che, là Bèo, thêm một thằng Mọi làm gì? Thằng con 4 tuổi của Bèo nói, chú Jack, dẫn con về khách sạn coi cái giường nệm trải ga nha. Mấy thằng bán vé số lượm bịch nhau nhau xin theo. Chúng muốn được đi qua cái cửa kính trong suốt tự động mở và đóng. Mọi nhìn chúng, giọt nước mắt ứa nơi khóe mắt mà không rơi được. Nó nói, ừ, đi ăn nhà hàng nữa. Bọn trẻ sửng sốt, cháu có được mời không?
Có, mời tất cả anh chị em cháu đi ăn nhà hàng. Nhà hàng 5 sao nha chú Jack. Ừ, 5 sao. Bọn trẻ hò reo, hối hả tắm rửa sửa soạn. Người lớn cũng rộn rịp không kém. Mớ quần áo sida của Su được xốc lên từng cái ướm vào từng người. Còn Kim Thoa thủ sẵn hộp son phấn rẻ tiền trong thùng thuốc lá. Nó chẳng những vẽ mắt mũi môi cho nó, mà con một hai đòi làm mặt cho cả chị Bèo. Nó cằn nhằn chị: bà muốn cù lần thì cù lần ở đây, còn ở đó là nhà hàng 5 sao chứ bộ. Mọi nhìn tất cả sự rộn ràng đó, đôi môi dày và thâm nhếch một nụ cười ngây ngô. Mọi và Bèo đã chờ đợi biết bao cái ngày được đãi ở nhà hàng lớn. Hai đứa rình rập trong ngóng người đàn ông sẽ đến cưới chị Hạnh. Anh ta cuối cùng cũng xuất hiện. Người thanh lịch đi Vespa, giáo sư đệ nhị cấp. Mỗi lần anh chở Hạnh về tới ngõ, hai đứa bé đã đợi sẵn, vội đứng nép hai bên lề như vệ sĩ dẹp đường, gần như nín thở nhìn theo chị Hạnh bé nhỏ tinh khiết của chúng ngồi nép ở yên sau chiếc Vespa. Lần nào chị cũng quay đầu lại mỉm cười với chúng. Mỗi lần anh hẹn đón chị đi chơi, chúng nôn nóng chạy ra chạy vô ngõ hẹp, rồi hớn hở chạy theo một quãng sau chiếc xe chở hai người. Rồi khi bóng họ xa dần, chúng say sưa bình luận: anh ấy đẹp trai hảo hoa ghê, anh ấy thương chị Hạnh lắm, anh ấy sẽ cưới chị Hạnh, làm đám cưới ở nhà hàng và gửi thiệp hồng cho tụi mình. Bao giờ đám cưới? Cha mẹ anh ấy đã đến gặp cha mẹ Hạnh, ngày cưới đã định. Bây giờ đôi trẻ đang bàn đến chi tiết của lễ cưới. Mình sẽ mời anh chị Phương, chú Tín, thằng Bèo, thằng Mọi, ai? Hạnh tươi cười giải thích. Anh nghi hoặc nhìn chị, không chắc chị đùa hay điên. Nói năng một hồi hóa ra chị không đùa. Anh cương quyết gạt đi. Khách khứa đều là người có học thức, có địa vị xã hội. Họ sẽ nghĩ sao nếu em mời hai thằng bóc rác ngồi ngang hàng với họ? Hạnh vẫn nhỏ nhẹ cương quyết. Nếu đám cưới em chỉ có hai người khách dự thôi, thì em vẫn chỉ cần hai đứa nhỏ đó. Anh nổi quạo. Em điên rồi. Chị ứa nước mắt. Nhưng đó là hai người thực sự mong muốn cho em hạnh phúc. Thế còn anh? Anh chẳng muốn đem lại cho em hạnh phúc sao? Anh, vậy hãy cho em cái hạnh phúc được thấy mấy đứa trẻ đĩnh đạc bước vào nhà hàng, được đối đãi lịch sự. Em điên rồi. Có thể chị điên, bởi vì những cuộc cãi vã liên tiếp xảy ra sau đó mỗi khi hai người gặp nhau, mà quanh đi quẩn lại cũng chỉ tại hai thằng móc rác. Bèo và Mọi không biết những chi tiết đó. Tụi nó vẫn náo nức chờ đám cưới và dành dụm tiền mua một con búp bê để làm quà. Nhà hàng 5 sao đêm nay có chiêu đãi trọng thể. Mr. Miller không đặt bàn trước nên không còn chỗ. Cả đám kéo qua nhà hàng nổi cũng là chốn đèn đóm sáng trưng ngay trung tâm thành phố. Có bồi mặc áo trắng thắt nơ đứng hầu bàn. Những người hầu bàn lịch sự và kiên nhẫn nhìn đám thực khách lạ lùng dành nhau tấm thực đơn. Họ mang lại thêm một tấm nữa. Cha con thằng Bèo vồ lấy tờ thực đơn mới này hau háo xem. Hóa ra cũng giống tờ kia. Chị Bèo không cần coi gì cả, nói chắc chắn: tôi muốn ăn thịt gà. Nhưng Kim Thoa phát hiện có bồ câu roti, lại có tôm hùm xuất khẩu. Và cái gì đây? Hải sâm, yến xào. Tuyệt vời, uống đương nhiên là coca rồi. À không, cam vắt cho sang. Bia lon thứ ngoại nhập, có rượu tây xịn à. Quá đã. Mấy đứa nhỏ ngồi nhún nhún trên ghế, xoay tới xoay lui, chao chao mắt nhìn sang những bàn chung quanh. Khi chiếc phà nhà hàng nổi ấy thong thả trôi trên dòng sông Sài Gòn, bọn trẻ đứng cả trên ghế há hốc mồm nhìn những chùm đèn rực rỡ nhấp nháy của các nhà hàng khác ở một bên bờ sông. Rồi câu cổ nhìn nhau về phía bờ bên kia để đoán xem trong cõi mịt mù tăm tối ấy, sóng chợ chiều ở quãng nào. Rồi bắt chước những bàn khác, chúng cũng ăn uống, cũng chúc tụng nâng ly, cũng hò reo cổ vũ. Trẻ con cũng uống bia và chết choáng say. Chúng cũng quăng những lon bia chưa uống hết xuống dòng sông Sài Gòn. Phà về bến cũ, cả đám nghiêng ngửa đi giữa đại lộ Nguyễn Huệ, nói cười hát ca, mặc kệ những cái liếc mắt khinh khỉnh, mặc xác những kẻ căm tức trừng mắt nhìn theo, góc cần những lời bình phẩm. Kim Thoa tựa hẳn người vào Mọi mà bước, ngực nó ép vô cánh tay Mọi. Nó ư ử ca cho tới khi cả bọn về đến khách sạn.
Bọn trẻ nhảy lên giường, nệm nhún nhảy lăn lộn ôm nhau vật. Rồi chúng vào toilet mở vòi nước nóng nước lạnh xối xả, ngồi thử labo bathtub, dẫn nhau ầm ầm đến nỗi bồi khách sạn phát sốt ruột. Cuối cùng Bèo tỏ ra là người hiểu biết, xua hết đám con nít về nhà. Chúng vùng vằng đuối tiếc. Về nhà là về đâu? Ngã tư đầu xóm chợ chiều là nhà ư? Chú Sách, cho chúng cháu ngủ ở đây một đêm đi, dưới chân giường chú cũng được. Mọi lờ mờ nhìn nó, từ lúc men rượu ngấm, mọi nôn nở trên môi một nụ cười ngu ngố, và ánh mắt cứ đờ đẫn, đau đớn không ra đau đớn, cười cợt không ra cười cợt. Bèo xách tay mấy đứa nhỏ ra thang máy, mọi đứa bạn ra cửa khách sạn rồi trở về phòng. Kim Thoa đã cởi quần áo phấn son tô điểm lại gương mặt như đào hát. Cô gái nằm dài trên giường nệm êm ái, thân thể tỏa ra mùi nước hoa hăng hắc. Jack, yêu em đi. Mọi đứng bên giường cười khẳng khặc. Jack, em yêu anh. Đôi môi dày vẫn nhếch ra làm méo mó khuôn mặt, nhưng tiếng cười đã nghẹn đâu đó. Jack, anh khinh em sao? Bây giờ Jack Miller đã đổ xuống như một cái hình nộm đứt dây. Sao anh lại khinh em? Chúng ta cùng một thân phận mà. Ở Mỹ anh chỉ là một thằng da đen, không gia thế, không văn hóa, không nghề nghiệp, sống bằng phiếu trợ cấp thực phẩm và là một thứ đồ chơi cho bọn đồng tính luyến ái. Em yêu anh, nhưng anh đã mang bệnh sida rồi. Anh biết mình sắp chết nên về đây tìm kiếm một ảo vọng tuổi thơ. Kim Thoa, anh thương em lắm, nhưng anh đã tiêu đến đồng đô la cuối cùng rồi. Kim Thoa nằm im trên giường nệm, cơ thể nóng ran vì bia rượu đang chảy trong mạch máu. Nó ngơ ngác nhìn tấm rideau hoa buông bên cửa sổ bằng kính, chụp đèn ngủ màu hồng phấn trên bàn, lọ hoa hồng trên tivi, tủ lạnh màu kem và tấm tranh phong cảnh trên tường. Thoa cầm bàn tay của mọi. Jack, đừng đuổi em ra đứng đường đêm nay. Suốt đời em chỉ mơ ước được nằm trên một cái giường tử tế, trong vòng tay một người đàn ông tử tế. Mọi ôm cô gái vỗ về. Em ngủ đi. Mọi cũng nhắm mắt lại. Trong cái đầu bừng bừng cuồng quay cứ nổ bùng rồi tỏa ra như pháo hoa hình ảnh của thằng Mọi ngày nào với thằng Bèo, bạn móc rác. Hai đứa trèo lên cây trứng cá hái trái chín ăn no, rồi lựa một chạc đeo cây ngủ như hai con khỉ đen. Tiếng xe Vespa rú lên đánh thức chúng. Hai đứa trẻ nhìn theo người đàn ông phóng chiếc xe vọt ra ngõ như sẽ không bao giờ quay trở lại. Chúng tụt xuống cây trứng cá, mon men lại cửa nhà chị Hạnh. Chị ngồi tựa chán vào bàn tay chống trên bàn, tóc đen dài xõa che gương mặt. Hai đứa nhỏ rụt rè gọi. Chị Hạnh, bao giờ đám cưới chị? Hạnh vén tóc nhìn hai đứa nhỏ, đôi mắt chị đỏ hoe, nhưng môi chị mỉm một nụ cười xa xăm. Bàn tay trái chị áp lên má Bèo, bàn tay phải chị đặt lên má Mọi. Chị dịu dàng vuốt má hai đứa nhỏ. Không biết bao giờ, nhưng nhất định đám cưới chị sẽ mời hai em. Nổ bùng rồi tỏa ra như pháo hoa ngàn sắc màu trong cái đầu bừng bừng cuồng quay của Mọi là những hình ảnh ngày xưa của xóm chợ chiều. Bây giờ chị ấy lấy chồng chưa?